mấy mẹ con đi chợ nhỏ ở Mỹ coi trong đây có cái gì nha. Đi chợ Sài Gòn Market. Gạo. Thôi giờ lấy xe nè. Bỏ dưới đây nè Billy. Lấy hai cái đó đi, hai cái đó đi. Lại lấy cà phê cho ba kìa. Này có cà phê. Lấy cái bịch bự đó con, lấy bịch bự đó. 17. Yeah. Dollars. Lấy hai bịch đi. $17.95 một bịch. Yeah, freeze dried dragon fruit. I didn't get it. Ok. Này mình ăn mắm ruốc nhiều lắm, lấy hai hộp mắm ruốc ha. Mắm ruốc cái này là 5 đồng 39 sen một một hũ đây nè. Thường thường là mình nấu bún riêu á, mình ưa dùng cái loại cua này nè. Này một hũ là 1 đồng 89. Mua luôn cho được đi. Lấy 4 cái nè. Thịt cua này tưởng lấy thịt cua kia nhưng mà không có, để đỡ cái này đi. Này thịt cua nè. Bột ngọt, miếng bịch bột ngọt. Cũng ít ăn bột ngọt nhưng mà lâu cũng bỏ ra. Này 2.99 bịch nè. Even though I already got a pack. Mắm nêm. Mắm nêm này đi. Mắm nêm là 3 đồng 79. Hôm nay bán nhiều thứ lắm. Bên đây là bánh kẹo. Đây con thấy nè. Trái gù đỏ 3 đồng 59. Tôi làm khô bò lấy 2 hãng. Một chai vừa 2 đồng 49. Đây là dầu hào. Đây thêm chai dầu hào. Cái gì nó bê lì bên kia kìa. Mì xôi.
Soy sauce, black soy sauce. Mấy cái chảo này kìa. Cái đó vậy? Container. Làm gì? Swine. Lấy đi. Trong đây cái bán thịt toàn bộ. Đây là măng. Nó có mua, họ mua cái loại mà loại dài dài nó ngon, cái này chưa ăn hết. Quay vô phào, quay vô phào đây đi. Mẹ lấy bịch cho mẹ đi. Give me a bag. Đừng đục trái đu đủ nè, bây giờ mai mốt nó mà làm gỏi ha. Lấy bịch bỏ vô. Lấy cái bịch bỏ vô. Này cá đông lạnh. Cá đông lạnh. Thường thường mấy cái này nè, loại nguyên con đó. Ăn loại nguyên con rồi cái này đó. Này có hấp 3 con 5.99. Lâu lâu rồi ăn. Mình nó không chua dùng cái này. Con ăn nó lấy thịt nữa. Cá lóc rau xài. Ok, thôi đi 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 được rồi. Bây giờ mình sẽ xe rồi. Đi con không ạ?
Để hồi chú bỏ riêng cho con. Okay, mẹ con đi mua chợ, đi chợ xong hết rồi nha. Đi con. Mua hết 200 mấy rồi đó. Ok. Ba chào cô chú và các bạn nha.